Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bcar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Bộ đôi VinFast Lux bất ngờ lăn bánh trên phố đúng dịp nghỉ lễ. Sau bức hình VinFast Lux SA2.0 chạy thử trong khuôn viên nhà máy, những chiếc khác được bắt gặp lăn bánh ra phố trong tình trạng ngụy trang rất ít, chỉ có logo và tên xe được che đi. Đoạn đường mà hai chiếc Lux A2.0 và SA2.0 chạy nằm ở Hải Phòng, khá gần với nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Khác với chiếc Lux SA2.0 lộ diện trước đó, chiếc SUV này thuộc bản cao cấp mà chi tiết khiến dễ dàng phân biệt là bộ vành kích thước lớn. Tương tự thì chiếc sedan Lux A2.0 cũng có bộ vành như xe trưng bày trước đó. Cả hai xe đều chưa lắp biển số. Đây là những chiếc xe VinFast Lux nằm trong lô đầu tiên xuất xưởng để thử nghiệm. Xe không chỉ được xuất đi nước ngoài để các chuyên gia quốc tế đánh giá theo quy trình nghiêm ngặt, mà còn được chạy thử ngay tại Việt Nam, quê nhà của VinFast. Việc chạy thử tại nước nhà rất quan trọng bởi vì xe cần phải phù hợp với điều kiện đường sá và khí hậu Việt Nam. Theo dự kiến, lô VinFast Lux đầu tiên sẽ được giao vào tháng 9 tới đây. Khách hàng đặt mua xe đã có thể chọn trang bị đi kèm từ bây giờ. Xe bản tiêu chuẩn sẽ được giao sớm hơn so với những chiếc tùy biến trang bị. VinFast Lux SA2.0 được bắt gặp chạy thử tại Việt Nam với chi tiết lạ. Trong khi khách hàng của VinFast vẫn đang miệt mài đặt trang bị tùy chọn option cho xe, thì hãng xe Việt đang tiếp tục cho thử nghiệm xe, gấp rút chờ ngày bàn giao. Hình ảnh một chiếc VinFast Lux SA2.0 lăn bánh trên một đoạn đường cho thấy điều đó. Để ý kỹ thì có thể thấy đây là khuôn viên nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Chi tiết lại trên chiếc VinFast Lux SA2.0 là logo ở mọi nơi trên thân xe được dán kín hết. Hiện chưa rõ ý đồ của VinFast khi thực hiện điều này, bởi Lux SA2.0 đã được giới thiệu rộng rãi. Hình ảnh về xe trong dây chuyền sản xuất cũng được chính hãng này chia sẻ. Chiếc VinFast Lux SA2.0 màu xám này có thể là bản tiêu chuẩn, bộ vành kích thước tương đối nhỏ so với mẫu được trưng bày. Với xe VinFast, khách hàng đã đặt mua xe có thể lựa chọn 3 option tùy ý, có 2 phương án đặt thêm trang bị, gồm đặt cả cụm và đặt lẻ từng món. Chi phí để có một chiếc xe VinFast Lux đầy đủ trang bị, full option, sẽ cao hơn giá niêm yết của xe tới hàng trăm triệu đồng. Thời gian giao xe Lux dự kiến trong quý 3, trong bản tùy chọn người mua xe được chọn thời điểm nhận xe từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, giá 3 mẫu VinFast Lux A2.0, SA2.0 và Fadin sẽ quay trở về mốc 30 ban đầu. Khi đó thì giá Lux SA2.0 là 2 tỷ đồng, giá A2.0 hơn 1,5 tỷ, còn Fadin có giá 465 triệu đồng đã bao gồm VAT. Trước thời điểm ngày 1 tháng 9 thì giá xe VinFast còn có một lần điều chỉnh nữa vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Giá hiện tại cho 3 mẫu trên lần lượt là 1,414 tỷ, 990 triệu và 395 triệu đồng đã bao gồm VAT. VinFast cho phép đặt trang bị nhỏ lẻ không cần mua cả cụm, tiết lộ thời gian cụ thể giao lô xe đầu tiên. Cách đây vài ngày, VinFast mở một trang web để cho khách hàng tùy chọn trang bị thêm option cho những chiếc xe đã đặt trước. Khi đó, nhiều trang bị chỉ được đặt theo gói chứ không nâng cấp lẻ. Có gói option giá tới cả trăm triệu đồng, bao gồm món nhỏ như là sạc không dây mà người mua xe không thể mua rời. Theo công bố mới nhất của VinFast, vào hôm 24 tháng 4 vừa qua sẽ có hai phương án được tự do lựa chọn từng chi tiết đơn lẻ hoặc gói nâng cấp đồng bộ. Phương án đầu cho phép khách hàng tự do lựa chọn các chi tiết nội ngoại thất và tiện ích giải trí, an toàn trong xe, đáp ứng nhu cầu, sở thích cũng như khả năng tài chính của từng người. Cụ thể hơn, với phương án đầu tiên, khách hàng có thể tùy ý trang bị thêm cho chiếc xe của mình từ 1 cho đến hơn 20 chi tiết nội ngoại thất và những tính năng bổ sung như là giải trí, an toàn với giá đa dạng từ 1 đến 2 triệu đồng một chi tiết như thế. Phương án nâng cấp theo gói giúp chiếc xe được đồng bộ hơn với các mẫu xe Lux A2.0 và SA2.0 có các gói nội thất như cao cấp hay thượng hạng với các mức giá khác nhau để người mua lựa chọn. Giải trí gồm âm thanh 13 loa kèm với âm ly, kết nối Wi-Fi, định vị bản đồ thích hợp, gói ngoại thất bao gồm cả kính cách nhiệt tối màu, viền chrome và giá nốc. Ngoài ra còn nhiều trang thiết bị cao cấp khác mà khách mua dòng xe cao cấp này có thể lựa chọn. Với VinFast Fadin, ngoài nâng cấp về nội thất, ngoại thất và các tính năng giải trí, khách hàng có thể lựa chọn gói nâng cấp về trang bị an ninh an toàn với hệ thống 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đổ xe, chống trộm và tính năng tự động khóa cửa khi di chuyển. Trước đó đã có những người đăng ký trang bị thêm cho các mẫu xe Lux A2.0, SA2.0 và Fadin. Đối với trường hợp khách hàng đã đăng ký, nếu có nhu cầu thay đổi option có thể liên hệ trực tiếp với đại lý để biết thêm thông tin chi tiết.
Theo kế hoạch, nhà máy sản xuất ô tô VinFast sẽ khai trương vào ngày 14 tháng 6. Các xe đầu tiên sau khi sản xuất hàng loạt sẽ được làm thủ tục đăng kiểm với các cơ quan của Việt Nam và dự kiến từ giữa tháng 7 sẽ bắt đầu bàn giao. Đây là những xe bản tiêu chuẩn. Người mua xe có thể trực tiếp lựa chọn option thông qua các đại lý, showroom hoặc trên trang web từ tháng 5 2019. VinFast bắt đầu cho người mua xe chọn option giá hàng trăm triệu đồng, nhưng cách làm khác biệt với các hãng xe khác. Thưa quý vị, VinFast đã mở một đường dẫn riêng trên trang web của mình để cho khách hàng tùy biến những chiếc xe. Chỉ người đặt xe mới có mã để đăng nhập, lựa chọn trang bị bổ sung, sau đó xác nhận để chiếc xe được tiến hành lắp đặt theo. Hiện nay, các mẫu Lux SA2.0, A2.0 và Fadin đều có thể được có thêm trang bị. Trước đây đã từng có những bản báo giá option được gửi cho khách hàng, nhưng mà lần này mới được VinFast chính thức phê duyệt. Cách đặt option là truy cập vào trang web, đăng nhập theo thông tin đặt xe, chọn món đồ rồi bấm xác nhận. Option của xe được bán theo gói chứ không tách lẻ. Đây là chi tiết khiến nhiều người mua xe tranh luận. Bởi có người chỉ thích một trang bị nhưng bắt buộc phải mua cả gói mới có, không được tách lẻ. Chi phí cho cả gói có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, mặc dù một trang bị trong đó chỉ có giá là vài triệu đồng. Lấy ví dụ gói nội thất thượng hạng cho xe VinFast Lux A2.0, gói này bao gồm 6 món đồ chính là ghế lái, ghế hành khách chỉnh điện 12 hướng, nội thất da Nappa có thể chọn một trong 3 màu, đèn trang trí xe sạc không dây, rèm che nắng, kính sau chỉnh điện và bàn đạp ga phanh cùng bệ đỡ chân ốp thép không rỉ. Giá cho cả gói cao nhất là 111,1 triệu đồng, trong khi giá của món nhỏ nhất như sạc không dây chỉ có 2,2 triệu đồng. Nếu muốn lấy sạc không dây, người mua xe phải chọn cả một gói lớn. Một người thắc mắc rằng combo thì tiện nhưng không thể gom hết được. Tại sao buộc phải chọn ghế 12 hướng thì mới được chọn màu nội thất hoặc đèn trang trí 40 triệu chứ ít đâu? Người khác đang muốn thay đổi nội thất xe Lux A2.0 thì bày tỏ sự phân vân như sau. Em thích ghế màu nâu và đèn trang trí mà họ bắt chọn thêm cả ghế nên chưa duyệt. Em chọn 132 triệu nguyên option, nhiều cái mình không muốn nhưng vẫn phải chọn. Theo thông tin từ phía người bán hàng thì xe VinFast bản tiêu chuẩn hoặc thêm trang bị nhưng chọn toàn bộ sẽ được giao sớm hơn. Những chiếc xe được tùy biến nhỏ lẻ mất thêm nhiều thời gian sản xuất nên sẽ có muộn, có thể tới cuối năm. Trong khi đó, phía VinFast khẳng định cách làm này giúp khách hàng có được trải nghiệm trọn vẹn nhất cho sản phẩm, mang tới sự đồng bộ cả về thẩm mỹ và tiện nghi. Theo dự kiến, những chiếc Lux A2.0 và SA2.0 sẽ được giao trong quý 3 năm nay. Fadin cũng rục rịch có xe khi bản sản xuất mẫu đã xuất hiện trong nhà máy. Giá xe VinFast chuẩn bị đến thời điểm điều chỉnh về mốc 30 ban đầu vào ngày 1 tháng 9. Khi đó, giá Lux SA2.0 là 2 tỷ, A2.0 là hơn 1,5 tỷ, còn Fadin có giá 465 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.